Có cái gì đậu trên cánh tay của bạn vậy? Một con ong ư? Tuyệt! Đó chắc chắn không phải là một cảm giác dễ chịu gì. Đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu, sợ hãi. Chúng ta đều đã trải qua điều ấy rồi. Vậy là chuyện này xảy ra vì con ong nọ đâm cái ngòi có móc của nó vào da bạn và giải phóng một ít nọc độc. Loại nọc độc này có chứa các protein gây đau đớn và có thể ảnh hưởng lên hệ miễn dịch và tế bào da của bạn. Nhưng điều đó chẳng là gì so với những gì con ong phải trải qua đâu. Tội nghiệp chú ong bé nhỏ. Bạn sẽ ổn lại sau vài giờ, nhưng còn con ong thì sao? Không một chút nào. Thông thường ong mật sẽ không đốt người trừ khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc bạn vô tình dẫm phải chúng. Vấn đề ở đây đó là sau khi chích, ong không thể kéo cái ngòi có móc của nó khỏi da bạn được. Cách duy nhất để được tự do đó là bỏ lại cái ngòi ấy. Tuy nhiên, chiếc ngòi này không chỉ là hệ thống tự vệ dễ thương đâu nhé. Nó còn bao gồm một số phần của đường tiêu hóa, các dây thần kinh và các múi cơ. Và đáng tiếc thay, nếu không có những bộ phận ấy, con ong không thể sinh hoạt bình thường được. Phải rồi, sau khi mất đi các phần cơ thể ấy, con vật nhỏ sinh này sẽ không thể sống được. Yay, tội nghiệp chú ong bé nhỏ. Ngoại trừ điều đó thì ong đúng là loài động vật hay ho. Chúng có 5 mắt, 2 cặp cánh và 6 chân. Ong sở hữu bản năng sinh tồn vô cùng xuất sắc. Chúng đã xuất hiện trên trái đất từ rất lâu rồi, khoảng 130 triệu năm và sẽ vẫn còn tồn tại rất lâu nữa. Không biết chúng đã đốt những loài sinh vật cổ đại nào nhỉ? Phần lớn những con ong sống trong tổ được gọi là ong thợ và cá thể quan trọng nhất được gọi là ong chúa. Ong chúa đẻ khoảng 2.000 trứng mỗi ngày. Nghe có vẻ nhiều sao? Chà, một tổ ong trung bình chứa 50.000 con ong và chúng sẽ biến mất chỉ sau một cú chích. Tôi đoán là trải qua một cơn đau và cảm giác ngứa ngáy cũng chẳng tệ cho lắm nếu chỉ có một con ong trên tay bạn. Thử tưởng tượng rằng đó là cả tổ ong xem nào. Có thể đối với bạn, ong dường như chỉ bay vô định hoặc dùng thị lực của chúng để quyết định hướng đi. Tuy nhiên, loài côn trùng tuyệt vời này khá là có tổ chức và sử dụng một hệ thống giao thông cực kỳ phức tạp. Hãy tưởng tượng về việc lên kế hoạch cho một chuyến du lịch khắp đất nước bằng xe ô tô nhé. Và điểm duy nhất trong trường hợp này sẽ không có đường xá gì cả. Tôi còn không thể đi đến phòng gym nếu thiếu GPS ấy chứ, hoặc nếu lỡ ghé một tiệm burger trên đường đi. Tuy nhiên, ong thì khác, chúng tuyệt hơn con người nhiều. Chúng sử dụng beelines. Chà, cái tên này tôi đặt đấy. Về cơ bản, đây là một chuỗi các đường mòn cho côn trùng mà ong thường sử dụng để đi qua các thành phố hay vùng nông thôn của con người. Những con đường mòn này kết nối tất cả các khu vực hoang dã đã tồn tại với nhau. Nó giống như hệ thống đường ray của loài ong vậy. Loài ong mà tôi thích chính là loài ong nghệ đuôi bò. Nó sở hữu cơ thể có hình oval, được phủ một lớp lông dày và bộ não có kích thước bằng hạt hoa anh túc. Nếu tính đến kích thước nhỏ bé của chú ong thì thực sự ấn tượng. Vậy chúng thông minh đến mức nào? Các nhà khoa học đã tiến hành một thử nghiệm, trong đó họ đã huấn luyện rất nhiều những chú ong chơi trò ong đá bóng. Loài này thậm chí còn học được cách ghi bàn để được thưởng một món đồ ngọt đầy đường nữa đấy. Những chú ong này cũng sở hữu một năng lực vô cùng tuyệt vời khác. Chúng sử dụng những dấu chân có mùi để phân biệt giữa mùi hương của ong lạ và ong họ hàng. Chúng thậm chí còn có thể nhận ra mùi hương của chính mình. Ong nghệ à, chúng ta biết bí mật đen tối của các người rồi nhé. Những chiếc chân bốc mùi làm sao? Và tiếp theo là ong chúa. Trong mỗi đàn chỉ có một con ong chúa mà thôi. Và nhiệm vụ chính của nó là gì ư? Chỉ là đẻ trứng mà thôi. Mọi người thường cho rằng ong chúa sẽ chia việc cho những con ong khác. À, thực ra thì không phải đâu. Ong chúa đúng là có ảnh hưởng nhất định, nhưng dù không có cô nàng thì tổ ong vẫn hoạt động khá nhịp nhàng. Mỗi con ong có một nhiệm vụ riêng và biết rõ về công việc và chức năng hàng ngày của mình nhờ bản năng cũng như tín hiệu hóa học mà chúng cảm nhận được và sử dụng. Những tín hiệu hóa học này chính là cách giao tiếp của ong. Ồ, và ong cũng biết cách quẩy đấy nhé. Chúng lắc lư cơ thể để tạo ra những góc đặc trưng trong một khoảng thời gian nhất định và đó là cách chúng truyền các thông điệp cho nhau. Nếu có điều gì xảy ra với ong chúa và nó không thể sống sót thì ong thợ sẽ tạo ra một ong chúa mới. Vâng, chúng không đi tìm mà gần như là nuôi dưỡng ong chúa mới. Chúng chọn một ấu trùng non và cho nữ hoàng tương lai ăn một món đặc biệt gọi là thạch hoàng gia. Và giờ đây, con ấu trùng may mắn này sẽ trở thành ong chúa mới. Ong rất nhanh, cánh của chúng vỗ gần 200 lần mỗi giây. Tôi có thể chống đẩy 8 cái trong vòng 1 phút đấy nhé. Nhưng nghe có vẻ không ấn tượng lắm nhỉ. Mỗi chú ong sản xuất ra khoảng 1 thìa cà phê mật ong trong suốt cuộc đời của nó.
Để sản xuất 450 gram mật, con ong phải bay đoạn đường tương đương một vòng quanh địa cầu. Những con vật chăm chỉ này thực hiện 100 triệu chuyến bay tới chỗ khoảng 2 triệu bông hoa để thu thập đủ lượng mật hoa cho 450 gram mật ong tôi vừa nhắc tới. Ong mật ngủ khoảng 5 đến 8 tiếng mỗi ngày và cũng giống như con người, chúng nghỉ ngơi vào ban đêm. Não của ong khá là năng động khi loài này nghỉ ngơi. Một vài nhà khoa học cho rằng có thể loài này cũng mơ giống như chúng ta. Khi mùa đông bắt đầu, rất nhiều loài côn trùng thay thế lượng nước trong cơ thể chúng bằng một chất hóa học đặc biệt được gọi là glycerol. Đó là một chất chống đông tự nhiên có thể giúp côn trùng sống sót ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, loài ong thì chỉ nằm rúc vào nhau trong tổ để giữ ấm mà thôi. Chà, nhiều thông tin về ong quá rồi nhỉ? Cùng ghé thăm Vương quốc động vật và khám phá một vài sự thật lạ đời khác nhé. Rơi có thể ăn 1.000 con côn trùng mỗi giờ nếu chúng đang đói ngấu. Đây cũng là loài thú có vú duy nhất có thể bay và xương chân của chúng mỏng đến nỗi hầu như không thể đi lại. Tai của phần lớn các loài côn trùng không nằm ở đầu, mà thay vào đó nằm rải rác trên khắp cơ thể. Ốc có thể ngủ đến 3 năm mà không thức giấc. Sên có 4 cái mũi, vì vậy chúng nên tránh xa mấy con ong nghệ có những chiếc chân bốc mùi vừa nãy thì hơn. Bươm bướm là những loài động vật khá đơn giản và thực tế. Chúng nếm vị bằng chân và chỉ ăn chất lỏng. Bướm có máu lạnh nên nếu nhiệt độ hạ xuống mức âm 13 độ thì chúng sẽ không thể bay, tìm kiếm thức ăn hoặc chạy trốn khỏi những tình huống khó khăn. Chiến thuật phòng thủ chính của chúng là ngụy trang và cách này khá là hữu hiệu cho đến khi trời lạnh. Chiến thuật ngược lại là khoác lên mình những hoa văn rực rỡ và màu mè để khiến mọi người biết bạn là ai. Những con côn trùng nhiều màu sắc thường có độc, vì vậy chim và những côn trùng lớn hơn có xu hướng không muốn quấy rầy chúng. Ong vỏ vẽ nhận ra họ hàng của mình bằng cách xác định các hoa văn độc nhất trên mặt. Kiến không có phổi. Thay vào đó, chúng thở qua những lỗ nhỏ trên khắp cơ thể. Ngoài ra thì loài này cũng không bao giờ ngủ, nhưng chúng rất thích chợp mắt đấy. Kiến cực kỳ khỏe mạnh và có thể nâng một trọng lượng lớn gấp 50 lần trọng lượng cơ thể chúng. Nếu cũng khỏe như vậy, thì bạn có thể nâng một con voi trưởng thành. Bạn biết đấy, trong trường hợp nó dẫm vào ngón chân của bạn và bạn muốn đẩy nó đi chỗ khác. Mỗi người tương ứng với 1 triệu con kiến và hơn 200 triệu con côn trùng. Nhưng may mắn là chúng nhỏ hơn con người. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành những con kiến mất. Bạn có thể thôi miên một con ếch nếu bạn lật ngửa lưng nó và nhẹ nhàng chọc vào bụng nó bằng ngón tay. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều đó có tác dụng với con người nhỉ? Này, muốn đi chơi không? Tôi biết có một con lười nọ đang muốn thế đấy. Đặc tính sinh học lạ lùng của loài này cho phép nó dành hầu hết phần đời của mình để treo cơ thể trên cây. Con lười chậm đến nỗi nó cần khoảng 1 tháng để hoàn toàn tiêu hóa thức ăn. Sừng của tê giác có cấu tạo giống lông. Các nhà khoa học đã huấn luyện chim bồ câu phân biệt tranh của hai họa sĩ nổi tiếng, đó là Claude Monet và Pablo Picasso. Ok, đợi đã nào. Giờ chim bồ câu cũng thông minh hơn tôi sao? Nếu bạn nghĩ gấu trúc không thể nào dễ thương hơn được nữa, thì nghe này. Khi mới được sinh ra, gấu trúc chỉ nặng khoảng 113 gram và nhỏ hơn một chú chuột nữa đấy. Các loài động vật sở hữu cơ chế trao đổi chất cực nhanh bên trong cơ thể nhỏ bé, giống như sóc chẳng hạn, sẽ nhìn thế giới giống như hiệu ứng quay chậm. Chúng phát triển năng lực này để có thể trốn khỏi những con thú lớn hơn. Nghe ngầu đấy chứ. Thử nghĩ mà xem, năng lực này thực sự khiến chúng có quyền năng hơn nhiều nhỉ? Thông thường, sóc sẽ chạy khỏi kẻ thù của mình bằng cách vọt đi theo đường rích rắc. Tại sao ư? Xin lỗi mọi người nhé, tôi cũng không biết. Chúng thường chôn thức ăn của mình tại nhiều chỗ khác nhau. Vì không thể trông chừng tất cả những nơi giấu đồ ăn nên những loài thú khác thích lén lút trộm đồ của sóc. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng sóc lại giả vờ chôn đồ ăn ở đâu đó để khiến những kẻ trộm đang rình rập xung quanh trở nên bối rối. Thông minh quá nhỉ. Đà điểu châu Phi có não nhỏ hơn mắt của chúng và sở hữu một cặp chân cực kỳ khỏe khoắn. Chúng có thể chạy nhanh hơn một con ngựa đấy. Hồng hạc chỉ ăn khi đầu của chúng lộn ngược mà thôi.